Kính bạch ngài, thưa ngài cho con hỏi, hiện nay có nhiều phương pháp thiền Vipassana, thiền minh sát, thiền ba ao. Mới đây, chúng có gì khác nhau à? Con chỉ quán niệm hơi thở, sau đó là quán niệm oai nghi, cảm thọ. Chưa dừng lại đó, con nghe nói phải học pháp duyên khởi trước khi thiền. Nhưng vì là cư sĩ tại gia, con chỉ tự đọc pháp duyên khởi mà không hiểu. Như vậy con phải đọc đi đọc lại. Như vậy con phải học lại, đi học hỏi nhiều hơn về pháp duyên khởi hả sư? Thì thưa quý vị, giống như khi mà chúng ta ăn cơm ấy, thì có người thích ăn canh trước rồi ăn cơm sau. Có người thích ăn cơm trước, ăn canh sau. Có người thích ăn canh chung với cơm và có người chỉ thích dùng cơm chứ không dùng canh. Cũng như vậy, khi hành thiền, chúng ta có hai loại thiền. Thứ nhất là thiền chỉ và thứ hai là thiền quán. Có người thì chỉ trước quán sau. Có người thì quán trước chỉ sau. Có người thì chỉ quán song tu và có người thì thuần túy là thiền quán chứ không hề có tu hành thiền chỉ. Điều đó tùy thuộc vào cái phước báo của mỗi người và tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mỗi chúng sanh. Cho nên mỗi người sẽ có một cái khuynh hướng hành thiền khác nhau và dẫn đến họ sẽ ưa thích một cái phương pháp tu tập khác nhau. Ngay như trong cái việc hành thiền thì phải nói là theo chú giải thì vào cái thời hiện tại bây giờ đó, chúng sanh nếu như không có sự hỗ trợ của thiền chỉ thì chỉ tu tập thuần túy là thiền quán thì họ không có khả năng chứng đắc đạo quả. Còn nếu như quý vị nghĩ là quý vị hành thiền chỉ để an lạc hoặc chỉ gieo duyên thôi thì chúng ta hành sao cũng được. Còn nếu như mà hành thiền mà muốn có chứng đắc đạo quả đó thì theo chú giải vào thời chúng sanh kiếp này đó họ cần phải có sự hỗ trợ của thiền chỉ. Cho nên dòng thiền của Ba Ao thì chủ trương là trước khi thực hành các cái phương pháp thiền quán hay còn gọi là thiền Vipassana hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ thì mỗi hành giả sẽ được thực hành những cái phương pháp thiền chỉ trước để họ có khả năng định tâm. Và khi họ chuyển qua thiền quán ấy, thì họ dùng cái khả năng định tâm đó để họ quan sát danh sắc. Họ hành thiền tứ niệm xứ sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với người mà chỉ thuần túy là hành thiền tứ niệm xứ, do họ không có cái sự tu tập định từ trước cho nên họ hành thiền nó rất là khó khăn. Họ rất khó để quan sát danh sắc, rất khó để quan sát đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Cho nên khi mà hành thiền chỉ hay quán thì điều đó còn tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mỗi người và tùy thuộc vào phước duyên của mỗi người. Đối với người đại căn đại duyên thì họ sẽ có cơ hội tu tập thiền chỉ trước, còn nếu không thì họ chỉ có thể thuần túy là thiền quán mà thôi. Và tiếp theo là trong tứ niệm xứ đó thì có bốn cái phương pháp tu tập là thân, thọ, tâm, pháp. Mỗi một hành giả tứ niệm xứ phải hiểu cả bốn cái sự quán tưởng này. Quán niệm về thân, quán niệm về thọ, quán niệm về tâm và quán niệm về pháp. Trong đó đó, nếu như mà quý vị không hiểu được cái pháp quán niệm xứ đó thì cũng không có vấn đề gì lớn lao, nhưng mà bắt buộc thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ quý vị phải rành rẽ. Bởi vì sao? Bởi vì khi hành thiền ấy, chúng ta hiểu được ba cái pháp quán này thì chúng ta sẽ linh động hơn. Xin ví dụ như khi chúng ta đang đi thì chúng ta quan sát rõ cái thân hành đang chuyển động và ghi nhận rõ là đang đi. Và khi đang đi như vậy, một cơn gió thổi qua làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Thì nếu như cái cơn gió đó nó không đủ mạnh, cái cảm xúc dễ chịu đó nó không đủ mạnh để nó thay đổi
cái sự tập trung của mình ấy, thì thôi vẫn tiếp tục quán niệm mà đang đi. Nhưng mà nếu như cơn gió thổi qua mà chúng ta ghi nhận là chúng ta đang mát, thì ngay lập tức chuyển qua thọ quán niệm xứ, à thân đang dễ chịu. Hoặc là khi chúng ta đang đi, chúng ta đang hoàn toàn là quán về cái thân, mà khi mà đang đi như vậy thì con kiến nó cắn, thì ngay lập tức cái đau đó nó mãnh liệt và chúng ta ghi nhận nó liền, thì chúng ta ghi nhận là à thân đang khó chịu, hoặc là ghi nhận đang đau, đang đau, đang đau, đang đau. Hoặc là khi mà chúng ta đang hành tứ niệm xứ, đang ngồi thiền, đang theo dõi hơi thở, mà có một cái tiếng động nào đó, ví dụ như tiếng điện thoại, mà chúng ta cảm thấy bực mình, chúng ta cảm thấy khó chịu, thì khi đó ngay lập tức chúng ta quán tâm, tâm sân đang có mặt. Hoặc là khi hành giả cầm một ly nước lên uống nước, khi nước vừa chạm, khi mà đưa tay lên, hành giả ghi nhận rõ ràng tay đang đưa lên, đang uống nước, mở nắp ly nước ra, đang uống nước. Nhưng mà khi ly nước chạm vào cơ thể, hành giả cảm nhận cái thọ lạc của cái dòng nước, thì ngay lập tức từ đang quán thân chuyển sang quán thọ, à đang thọ lạc. Và khi thọ lạc như vậy, nếu như cái tâm của mình nó có cái sự ham thích, thì ngay lập tức chuyển qua tâm quán niệm xứ, tâm tham đang có mặt. Cho nên một hành giả mà họ rành rẽ cả ba cái phương pháp này, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, thì khi họ hành thiền tứ niệm xứ đó, họ sẽ linh động hơn khi mà hành thiền. Bởi vì sao? Vì khi đó cái gì nó nổi bật nhất thì họ ghi nhận cái đó, họ không bị ràng buộc trong phạm vi thân quán niệm xứ, họ không bị ràng buộc trong phạm vi thọ quán niệm xứ, họ không bị ràng buộc trong phạm vi pháp quán niệm xứ, họ không bị ràng buộc trong phạm vi tâm quán niệm xứ. Đó là cái lợi. Tuy nhiên trong thực tế hành trì thì tùy theo mỗi người mà họ sẽ cảm nhận rõ rệt về cái pháp quán niệm xứ nào đối với họ nó dễ hành trì hơn, họ dễ ghi nhận hơn. Ví dụ có người đó thì họ có khuynh hướng là họ quán thân, họ có khuynh hướng là họ quán thọ, họ có khuynh hướng là họ quán tâm, họ có khuynh hướng là họ quán pháp. Đối với một số người, khi quán những cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, cử động, nhấc tay lên, đặt tay xuống, nhấc chân lên, đặt chân xuống, nói, ghi nhận là đang nói, nghe, ghi nhận là đang nghe, thấy, ghi nhận là đang thấy. Thì đối với một số người đó, họ quán thân đối với họ cảm thấy dễ dàng hơn và họ có thể giữ cái sự chánh niệm đó liên tục. Nhưng mà với một số người thì họ lại thấy là quán thọ với họ đơn giản hơn. Xin lấy ví dụ phương pháp hành thiền quen ca đó, thì chủ yếu là tập trung vào cái sự quán thọ, ghi nhận cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Còn phương pháp thiền Mahasi thì lại chủ yếu là ghi nhận cái sự chuyển động của thân quán niệm xứ. Có nghĩa là họ ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, họ ghi nhận từng cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, họ ghi nhận từng cái cử động lớn nhỏ của thân vậy. Cho nên tùy theo mỗi người mà họ mạnh về một mặt. Và khi mà họ mạnh về mặt nào thì hướng dẫn đệ tử thì đương nhiên là phải đem hết cái sự tâm đắc, đem hết những cái kinh nghiệm, những cái sở chứng của mình ra để dạy lại đệ tử. Và nếu như vị thầy đó, vị đó rành rẽ về cái thân quán niệm xứ, thì vị đó sẽ có khuynh hướng dạy đệ tử về thân quán niệm xứ. Nếu như vị thầy đó có được những cái sở chứng, có được những cái kinh nghiệm đặc biệt về thọ quán niệm xứ, thì vị thầy sẽ hướng dẫn đệ tử mạnh về thọ quán niệm xứ. Cho nên chúng ta thấy là có rất nhiều dòng thiền, nhưng mà tự chung lại cũng chỉ đi ra từ một cái góc là kinh tạng của Đức Phật. Do đó đó, chúng ta có thể tham khảo những cái dòng thiền khác nhau để xem chúng ta phù hợp với thân, phù hợp với thọ, phù hợp với tâm, hay là phù hợp với pháp quán niệm xứ. Hoặc là chúng ta phù hợp với việc
thực hành thiền chỉ trước rồi thực hành thiền quán sau. Đó là phương pháp ba ao. Và có người thì lại nghĩ rằng là khi hành thiền tứ niệm xứ đó thì nên học pháp duyên khởi. Thì xin thưa với quý vị, bản thân cái việc mà chúng ta quán thân thọ tâm pháp là để chi? Để chúng ta ghi nhận đây là danh, đây là sắc, đây là cái sự biến hoại của danh sắc, đây là cái sự vô thường của danh sắc, đây là cái sự vô ngã của danh sắc, đây là sự khổ của các pháp. Và khi đó chúng ta có thể nhìn thấy được 12 nhân duyên. Do đâu mà chúng ta có thân này? Do đâu mà chúng ta có các cái nghiệp thiện ác? Do đâu mà chúng ta có những cái khổ, đau, vui, buồn? Cho nên ấy, một hành giả thực hành tứ niệm xứ mà có được những cái kiến thức trước về tứ diệu đế, về 12 nhân duyên, về danh, về sắc thì đó là một lợi thế. Cũng giống như một người, sư giả sử bây giờ sư ở Sài Gòn mà sư đi ra Hà Nội, thì nếu như sư không có bản đồ mà sư chỉ cắm đầu cắm mũi sư đi đó, thì trên nguyên tắc thì cũng có thể tới nơi, nhưng mà nó sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì rất dễ đi lạc, rất dễ có những cái băn khoăn, những cái thắc mắc, rất dễ mà mình gặp những cái trở ngại trên đường đi. Còn một người cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội mà họ có bản đồ, họ biết cách xem bản đồ, họ biết đâu là nhà hàng, đâu là khách sạn, đâu là nơi họ có thể dừng chân ăn uống một cách an toàn, thì con người đó họ có thể đi đến Hà Nội một cách yên ổn. Cũng như vậy, nếu như mà chúng ta hành tứ niệm xứ mà chúng ta hiểu, có kiến thức cơ bản của phàm phu về tứ đế, về 12 nhân duyên, chúng ta hiểu đâu là thất giác chi, đâu là bát chánh đạo, ít nhất chúng ta hiểu về những cái duyên khởi, hoặc là có người đòi hỏi cao hơn là hiểu thêm về A Tỳ Đàm, toàn bộ những cái đó sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hành giả khi hành thiền tứ niệm xứ. Và đương nhiên có là tốt nhất, nhưng không có thì cũng không sao. Bởi vì đó, rất nhiều những cái ví dụ, những vị hoàn toàn không hề có trải nghiệm về pháp học, nhưng vị đó vẫn có thể chứng đắc thánh quả bằng pháp hành. Nhưng mà nên xem đó là một cái trường hợp cá biệt, và chúng ta không thể đem cái trường hợp của mình để cào bằng cho tất cả những người khác. Vì vậy đó, sư vẫn khuyến khích là người tại gia cư sĩ khi hành thiền tứ niệm xứ thì trước hết nên dành thời gian để học qua những cái kiến thức cơ bản về giáo lý, như là chúng ta phải hiểu về 12 nhân duyên, hiểu về bát chánh đạo, hiểu về thức giác chi, hiểu về ngũ căn ngũ lực, và tốt hơn nữa chúng ta có thể hiểu về A Tỳ Đàm. Như vậy đó, khi hành thiền thì chúng ta sẽ được hỗ trợ rất là nhiều khi thực hành tứ niệm xứ. Còn nếu như mà có những cái trường hợp mà quý vị tự học ở nhà mà không hiểu thì có thể đến chùa gặp gỡ chư tăng. Thì chư tăng có mặt ở chùa đó là để chi? Để cho Phật tử đến để hỏi đạo, để hỏi, để trau dồi những kiến thức. Như là chùa Nam Tông thì mở ra lớp giáo lý ngày Chủ Nhật để chi vậy? Để phổ cập những cái kiến thức giáo lý, để hướng dẫn quý vị cái con đường tu tập. Đó là mục đích mà chư tăng có mặt ở đô thị. Chứ còn nếu như mà rốt ráo cái việc tu thì chư tăng lên rừng lên núi hết rồi, chứ còn ở đây để làm cái gì? Chư tăng có mặt ở đây là để lợi ích cho quý vị. Chư tăng có mặt ở đây là để hướng dẫn quý vị trong pháp học cũng như trong pháp hành. Vì vậy, sư lặp lại, khi thực hành thiền chỉ hay thiền quán, rất cần thiết để có một vị thầy hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Và để được như vậy đó, thì quý vị có thể đến chùa gặp gỡ chư tăng, gặp gỡ những vị thiện hữu tri thức, thì những vị đó sẽ có khả năng hướng dẫn quý vị.